nhớt nhỏ giọt ha. Đó. Vậy rất là ghê. Rồi xin chào anh em ha. Hôm nay mình có chút thời gian, mình cũng xin chia sẻ với số anh em chị em đó trong nội trợ đó. Mình cũng nghề trong nghề thợ máy nên cũng dư số lượng nhớt thì cũng bộn, thì mình cứ chế ra cái lò để nấu nhớt này. Mình đã sử dụng và trải nghiệm qua nên hôm nay mình chắc chắn nên mình cũng chia sẻ với các bà nội trợ ha, cho nó khỏe khoắn ha. Cái này là mình chỉ chia sẻ thôi chứ mình bên đây hình không có nhận làm bán này kia ha. Cái này là mình nấu nhất thải ha. Nè, mình này mình nhất thải nè. Đó. Mình nhất thải mình làm sao mà cái ống ống quanh đây. Đó, ống quanh đây khi mình xả. Nè, coi nè, mình xả. Đó. Nó xả nhớt xuống dưới. Chảy làm sao mà cho cái ống dưới này nè. Đó, ống dưới này. Ống dưới này mà nó chảy xuống đây nè. Đó. Đó, anh em coi ha. Đó, thấy nó chạy nhớt chưa? Đó. Đó, 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 chạy nhớt xuống đó. Đó, cái đầu mình chỉ cần mình quẹt hay mình lấy miếng giấy đó. Miếng giấy mình quẹt cái mình đốt là cháy à. Cháy thì khi đó cái đầu mình mở cái quạt gió lên. Đây là có nút rồi. Quạt gió lên làm sao mà cho mình làm cái quạt gió nó xuống cái này quạt gió nha. Mình ở dưới mình khoan chừng 3 đến 4 cái lỗ tim. Đi quạt gió. Rồi xong cái mình đây mình làm, nếu mình thích đó, thì mình làm cái đường này đường xả khói nè. Khi mà ban đầu nó không có khói nha. Ban đầu nó không có khói nhưng mà mình xài thời gian cái đầu nó đóng cặn cái này nè, này nó sẽ tạo ra khói, mình đóng cái mấy những cái lớp này. Cái này thì nó rất là đỡ dễ chùi ha. Đó, gạo rất là dễ. Đó. Thấy chưa? Rất là khỏe cho các mẹ bà đốt chợ á. Đó, gạo này rất là dễ. Cái này là mình xin chia sẻ thôi nha, để bên kênh mình có lấy lại mà không có cho đi thì nó kỳ quá. Thì hôm nay mình sẽ cho chia sẻ với anh em trong nghề, hoặc các bạn nội trợ ở đâu đó trong nghề làm xe máy hoặc là nghề thợ sửa máy. Duy nhất là mình sẽ làm như vậy. Cái này là mình sử dụng cũng được 5-6 tháng nha. Hôm nay mình sẵn có thời gian mình làm cái video clip này gửi đến anh em nào cần nhu cầu sử dụng đó, hoặc là anh em nào xe cuốc này, xe cuốc có dư nhớt nhiều đó. Cái này mình làm nhà xài nên không có làm thẩm mỹ lắm nha. Đó, này mình làm nhà xài nên không có cần thẩm mỹ gì chân á. Rồi anh em nào có nhu cầu mà làm cho bà xã nội trợ đã sử dụng đó thì cứ liên hệ bên mình sẽ tư vấn cho bên anh em nhu cầu sử dụng. Đây mình làm chỉ một bếp thôi, chảy nó chảy rất là mạnh. Không, lúc đầu là không có khói gì chân nha. Về sau mình mồi giấy á. Mình sử dụng giấy mình đốt vô vậy nè. Mình đốt vô mình bỏ xuống thì từ từ nó ra khói thôi, chứ lúc đầu là nó không có khói nào. Cảm ơn anh em nha. Có gì anh em cứ liên hệ mình sẽ tư vấn cho anh em trực tiếp luôn cũng được.